Vàng ơi vàng, mày bữa nay mày ngủ đêm cuối nhà đó, mai cho người ta rồi. Ngủ đây, đêm nay là đêm cuối đó, rồi ngày mai mày sẽ đi, con này sẽ từng cuối tuần này sẽ đi luôn cho mày. Thôi sẽ ra đi khỏi nhà mà không bao giờ quay trở lại nữa, đừng bao giờ ngoảnh mặt lại nữa, nó sẽ không còn những ký ức ở trên này đấy. Tao sẽ nhớ về tụi mày, nhưng tao không thể nuôi hết tụi mày được. Tội nghiệp. Tội nghiệp các bạn ạ. Tội quá. Tội quá đi. Tội quá đi, sắp xa mẹ rồi. Sắp xa mẹ rồi. Lớn rồi phải xa mẹ thôi, mày phải đi với nơi xa xứ người, mày phải đi, mày phải đi. Nguyên mày trắng, mày không phải mẹ nó rồi, cho đen này mới là con này, đen này cũng là con này luôn. Mày nói trước mày chạy mưa cho lạnh lên chứ đen đất bị phổi. Tội nghiệp. Qua mới bị sưng cái miệng lên trời bá, mai thôi đang xẹp quá. Bé này cũng như con này luôn. Cái sái. Không khôn sổ ghê. Này sẽ hư ghê. Đi này cũng bị bắt về Bình Phước rồi, chắc đi xa rồi con à. Số phận đã an bài rồi cho mày. Chắc đi về Bình Phước mà sống rồi nha cơ, đúng đẹp luôn. Lật ra cái luôn hả, cái là xong phim luôn, cái là chuẩn bị về Bình Phước luôn. Nó ghi có con cái này giữ lại nuôi nè, thấy nó khôn. Mình cái giờ đẻ dữ quá nuôi không nổi, cái giờ phải cho bớt à, không khả năng nuôi nổi mà đẻ liên tục. Nếu qua năm nhà lúc nào cũng có con hết. Thấy nhau con này giữ nhà tốt nè, để lại nuôi nè, 5 kg cái nhân sổ rất lớn. Trời mưa lạnh nè, hết giữ nhà này cho đây ngủ mày ơi. Trời lạnh nè, trời lạnh là bị yếu phổi cúm chạy núp liền, ai tới nhà mặc kệ luôn. Thôi nằm đi ra ngoài bị bệnh rồi chạy đây tiếp. Sung chứ mà tôi nghĩ rằng ta giữ luôn. Chân nó có móng nêu cũng đẹp, không khả năng nuôi hết được. Ăn dữ quá, nay gạo lên giá rồi, ngày mấy ký gạo nghèo luôn.